tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca khi đến gần Jerusalem và trông thấy thành, Đức Giêsu khóc thương mà nói: Phải chi ngày hôm nay ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi, nhưng hiện tại điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được. Thật vậy, sẽ tới những ngày quân thù đắp lũy chung quanh, bao vây và công hãm người tư bề chúng sẽ đè bẹp ngươi và con cái đang ở giữa ngươi và sẽ không để hòn đá nào trên hòn đá nào vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được thiên chúa viếng thăm viếng thăm chính là hành động đi bước trước của thiên chúa vì yêu con người thiên chúa đã tặng ban cho nhân loại chính con một của người Để tất cả nhân loại này được sống trong bình an của Thiên Chúa Thiên Chúa tặng ban cho cả nhân loại này Con một của người để trao ban bình an của Thiên Chúa cho nhân loại Một cuộc viếng thăm sẽ mang lại cho tất cả nhân loại Được bình an và hài hòa với nhau một cuộc viếng thăm đem lại sự bình an và hài hòa cho nhân loại trong dây ân nghĩa của Thiên Chúa. Trong mối tình ân nghĩa của Thiên Chúa. Như chính trong bài ngợi ca của ông Zakaria, ông đã thốt lên. Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel đã viếng thăm cứu chuộc dân người. Người đã cho vị cứu tinh quyền thế để cứu giúp Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến Khung cảnh của bài tin mừng hôm nay thuật lại Việc Đức Giêsu trở lại tiến vào Jerusalem lần cuối Để thực hiện cuộc vượt qua của mình Lần này Đức Giêsu Kitô đã tiến vào, đã tiên báo trước số phận của dân thành Jerusalem, bởi vì họ là đoàn dân cứng cổ, Họ đã không đón nhận người và đã loại người ra khỏi họ. Đã loại người ra khỏi tư tưởng suy nghĩ của họ. Và đó cũng là lời tin báo của viễn cảnh của viễn cảnh cánh chung khi họ thờ ơ không đón nhận Chúa. Và Chúa Giêsu đã khóc thương thay cho họ. Ngài đã khóc vì họ không nhận ra người là đấng cứu độ Đấng đem lại bình an Đem lại ơn cứu độ Họ đã bưng tay Đã bịp mắt Trước lời giảng của Đức Giêsu. Vì thế mà Chúa Giêsu cảnh báo họ Những điều Những sự việc đang diễn ra Điều ấy còn bị che khuất Mắt các ngươi không thấy được vì các ngươi đã không nhận ra thời giờ của thiên chúa viếng thăm mặt các ngươi không thấy được bởi vì các ngươi không nhận ra thời giờ của thiên chúa đang viếng thăm công đoàn phục vụ thân mến không nhận ra thời giờ của thiên chúa viếng thăm chính là thái độ hững hờ hờ hững của dân khi xưa và của mỗi người chúng ta ngày hôm nay một sự thờ ơ hững hờ cố tình gạt thiên chúa ra khỏi cuộc sống của mình một sự thờ ơ không nhận ra sự quan tâm của Thiên Chúa Một sự thờ ơ không nhận ra sự quan tâm trong sóc của Thiên Chúa Đã làm cho Chúa Giêsu phải khóc Người khóc không chỉ cho Jerusalem Mà còn có chúng ta từng ngày chúa vẫn viếng thăm chúng ta từng ngày chúa vẫn hiện diện với mỗi người chúa vẫn đang gõ cửa tâm hồn của mỗi người chúng ta nhưng anh chị em chúng ta được mời gọi phải học cách nhận biết người nhận ra được tiếng của người tắt một lời lời chúa hôm nay mời gọi lời chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại chính thái độ sống của mình với tình yêu thiên chúa dành cho nhân loại thiên chúa đã viếng thăm và người trao ban cho nhân loại này bình an của người và hơn thế nữa người trao ban cho nhân loại chính sự sống của người như trong chính kinh nghiệm gặp gỡ của thánh augustino con sợ thiên chúa đi ngang qua con con sợ Chúa đi Giêsu đi ngang qua nhưng tại sao con lại sợ? Bởi vì con sợ rằng con không nhận ra cuộc thăm viếng của người. Chúng ta sợ vì chúng ta không nhận ra cuộc thăm viếng của Chúa đang ở bên, đang kề bên. Xin cho anh chị em luôn luôn biết thức tỉnh với cuộc viếng thăm của Đức Giêsu. Xin cho anh chị em luôn biết thức tỉnh với cuộc thăm viếng của Thiên Chúa ngày đêm đang gõ cửa, gõ cửa chính tâm hồn của mình. Và xin cho con tim của mỗi người chúng ta luôn biết nhạy cảm để đón nhận ra người. Amen.